Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những bản tin cập nhật, những thông tin mới nhất vừa được ban biên tập của chúng tôi cập nhật trên kênh Tin Mới. Sau đây là thông tin chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn đã trở lại với tin mới, với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị, theo CGTN, đỉnh lũ thứ hai đang hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử và lượng nước đổ về có thể đạt đỉnh lên tới 60.000 mét khối vào lúc 20 giờ tối nay, tức 19 giờ theo giờ Việt Nam. Ngoài ra, Tân Hoa Xã đã đưa tin khu vực ở thượng nguồn vùng sông Dương Tử có thể hứng đợt lũ mới trong ngày tới. Trong khi đó, những khu vực ở trung và hạ nguồn sông Dương Tử gồm thành phố Vũ Hán, Hồ Bắc và ba tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang hôm nay đã ban hành báo động đỏ do mưa to tiếp tục trút xuống các con sông và hồ ở khu vực, theo Reuters. Giới chức Vũ Hán ở bên bờ sông Dương Tử cảnh báo người dân cẩn trọng do mực nước vượt mức an toàn. Ngoài ra, mực nước ở hồ Bà Dương thuộc Văn Tây, hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc vẫn còn vượt mức cảnh báo tới 2,5m. Nước từ hồ đã tràn ra khu vực rộng hơn 2.500 km², khiến nhiều khu vực xung quanh thị trấn Bà Dương bị ngập nặng. Hướng về phía đông Thái Hồ, một trong những hồ nước ngọt lớn nhất ở Trung Quốc thuộc tỉnh Giang Tô và gần thành phố Thượng Hải cũng đã ban hành báo động đỏ sau khi mực nước hồ vượt mức an toàn hơn 1m. Tình hình dọc sông Dương Tử trở nên nghiêm trọng kể từ khi đập Tam Hiệp trên con sông này chứng kiến đỉnh lũ thứ hai vào đầu tháng này. Khi đó, đập Tam Hiệp hứng dòng nước đạt đỉnh với lưu lượng 55.000 mét khối trên giây. Theo hình ảnh CGTN đăng tải, đập Tam Hiệp có 3 cổng đang xả lũ. Khi đó, CGTN đưa tin việc xả lũ nhằm giảm mức nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp từ 147,51m xuống mức an toàn 145m. Trước đó, mực nước ở hồ chứa đập Tam Hiệp chạm tới 147m, cao hơn mức cảnh báo lũ tới 2m, dẫn tới tin đồn đập này đang biến dạng và người dân nên sơ tán. Vừa qua, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Bao Chánh Phong, trợ lý giám đốc Trung tâm Liên lạc và Điều phối đập Tam Hiệp khẳng định hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được mức nước cao tới 175m tính từ tháng trước đến nay. Đã có 185 người chết hoặc mất tích và hơn 42 triệu người bị ảnh hưởng do mưa lũ ở trong 27 khu vực cấp tỉnh ở Trung Quốc, theo CGTN. Thưa quý vị, Tân Hoa Xã đưa tin vào lúc 20 giờ ngày Chủ nhật theo giờ Trung Quốc, mực nước hồ chứa của đập Tam Hiệp chạm tới 166,31m, mức cao nhất kể từ khi đập được xây và vượt mức cảnh báo lũ hơn 20m. Cũng vào lúc 20 giờ cùng ngày, hồ chứa của đập Tam Hiệp đón nhận dòng nước lũ trên sông Dương Tử với lưu lượng 49.000 mét khối trên giây, giảm so với lưu lượng đạt đỉnh 65.000 mét khối trên giây vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy và kéo dài 18 giờ đồng hồ trước đó. Tính đến 14 giờ ngày Chủ nhật, đập Tam Hiệp giữ 16 tỷ mét khối nước lũ trong mùa lũ chính năm nay nhằm giảm áp lực nước trong hồ chứa. Ba cổng xả lũ của đập Tam Hiệp đã được mở vào sáng thứ Bảy. Đỉnh lũ thứ ba đã hình thành trên thượng nguồn sông Dương Tử vào ngày thứ Sáu. Lượng nước sẽ giảm sau khi đạt đỉnh, nhưng công ty Tam Hiệp Trung Quốc cho biết đợt lũ mới dự báo diễn ra vào 2 ngày tới. Sông Dương Tử, Trường Giang hứng đỉnh lũ đầu tiên trong năm vào trung tuần tháng trước, khiến đập Tam Hiệp đón nhận dòng nước đổ về lưu lượng 53.000 mét khối trên giây, đẩy mực nước trong hồ chứa tăng lên 149m, vượt mức cảnh báo 4m. Khi đó, đập Tam Hiệp cũng đã mở 3 cổng xả lũ. Ông Bao Chánh Phong, trợ lý giám đốc Trung tâm Liên lạc và Điều phối đập Tam Hiệp khẳng định hồ chứa của đập Tam Hiệp có thể chịu đựng được mực nước cao tới 175m. Đập Tam Hiệp được xây trên sông Dương Tử, đoạn chảy qua thị trấn Tam Đầu Bình thuộc thành phố Nghi Xuân, tỉnh Hồ Bắc. Đây là đập thủy điện lớn nhất trên thế giới, gồm một đập cao 185m và một hồ chứa nước dài 660 km, được thiết kế để tạo ra điện và kiểm soát lũ. Thưa quý vị, tuần vừa qua, thông qua phát ngôn viên lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã gửi lời chia sẻ đến gia đình và các nạn nhân thiệt hại do lũ lụt tại Trung Quốc. Theo Reuters, bà Thái hy vọng cuộc sống tại vùng bị ảnh hưởng sẽ sớm quay trở lại bình thường sau đó. Trong một thông báo ngắn hôm thứ Tư, Văn phòng Sự vụ Đài Loan của Trung Quốc cảm ơn các bên liên quan tại Đài Loan và người dân đã thể hiện sự lo lắng và chia sẻ với khu vực gặp thiên tai thông qua nhiều hình thức. Cơ quan này cũng cảm ơn các công ty Đài Loan vì đã gửi tiền và vật chất
cứu trợ người dân bị thiệt hại. Đây là lần hiếm hoi giới chức Bắc Kinh và Đài Bắc thể hiện động thái hữu nghị trong vài năm gần đây. Trong khi đó, thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc vẫn bị mưa lũ tàn phá nặng nề. Hàng chục ngàn người phải sơ tán khỏi trung tâm công nghiệp tại tỉnh Hà Nam. Nhiều đập nước và hồ chứa đạt ngưỡng cảnh báo khi mực nước mưa dâng cao kỷ lục. Hàng mấy chục người đã thiệt mạng trong vài ngày qua. Một số người không thoát khỏi khoang tàu điện ngầm chìm trong nước lũ kịp thời như trong đoạn video quay hôm thứ Ba. Yang Jianglin nắm chặt tay đứa con gái nhỏ cho biết cô đã kẹt trong nhà suốt 3 ngày qua vì chúng tôi quá sợ hãi và lo lắng rằng sẽ chẳng còn đồ ăn, thức uống gì nữa. Chúng tôi không liên lạc được với bên ngoài, gia đình và người thân không thể liên lạc với chúng tôi. Chắc hẳn họ rất lo lắng và chúng tôi cũng lo. Chúng tôi còn sợ là lũ lụt sẽ nghiêm trọng hơn. Máy ủi được sử dụng để đưa dân đến nơi an toàn. Dự báo trong 3 ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp tục đổ xuống tỉnh Hà Nam. Quân đội Trung Quốc đã triển khai 6.500 binh sĩ và nhân sự để hỗ trợ nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ. Thưa quý vị, hôm nay liên tiếp xảy ra các trận động đất mạnh làm rung chuyển thành phố Khang Định và nhiều đô thị ở Tây Nam Trung Quốc. Thông tin ban đầu cho thấy hơn 20 người đã bị thiệt mạng. Theo cơ quan điều tra địa chất Mỹ USGS, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra cách thành phố Khang Định ở tỉnh Tứ Xuyên khoảng 43 km về phía đông nam, ở độ sâu 10 km. Trưa ngày hôm qua, Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc CENC cũng cho biết vừa ghi nhận một trận động đất mạnh 6,8 độ Richter tại khu vực này. Tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu 16 km tại huyện Lô Định, cách thủ phủ Thành Đô của tỉnh Tứ Xuyên khoảng 180 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin ít nhất 24 người đã thiệt mạng tại huyện Thạch Biên, tỉnh Tứ Xuyên. Trước đó, báo cáo sơ bộ cho thấy có 17 người thiệt mạng tại huyện Lô Định gần đó. Nhiều người dân cho biết chấn động từ vụ động đất có thể được cảm nhận ở hai thành phố lớn là Thành Đô và Trùng Khánh. Đài truyền hình CGTN đưa tin hơn 600 nhân viên cứu hộ đã được điều động đến khu vực tâm chấn, đồng thời cho biết thêm dư chấn còn được ghi nhận ở các khu vực gần đó. Kính thưa quý vị, giới chức Trung Quốc hôm qua đã nâng mức ứng phó khẩn cấp nhằm kiểm soát lũ ở sông Trường Giang và các khu vực ven bờ lên mức 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp của nước này. Ủy ban nguồn nước Trường Giang thuộc Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc thông báo quyết định trên, nói rằng mưa to với cường độ mạnh đã làm gia tăng mực nước của các nhánh ở trung và hạ lưu sông Trường Giang. Theo Tân Hoa Xã, Ủy ban nguồn nước Trường Giang dự báo mức nước ở những khu vực này sẽ tiếp tục tăng. Việc nâng mức ứng phó khẩn cấp diễn ra khoảng một tuần sau khi Ủy ban nguồn nước tưởng rằng nâng mức ứng phó khẩn cấp trên sông Trường Giang từ mức 4 lên mức 3 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp có 4 mức. Tuần trước, sông Trường Giang hứng đỉnh lũ thứ 2 trong năm, khiến đập Tam Hiệp chặn ngang con sông này, đoạn chảy qua tỉnh Hồ Bắc, hứng dòng nước đạt đỉnh với lưu lượng 53.000 mét khối mỗi giây. Theo mạng truyền hình toàn cầu Trung Quốc CGTN, cũng theo CGTN, sông Trường Giang đang hứng đợt lũ thứ nhất trong hai thập niên qua. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo mưa bão sẽ tiếp tục diễn ra tại 13 khu vực ở Trung Quốc tới sáng ngày mai, trong đó có các tỉnh Giang Tây, An Huy, Hồ Bắc, Hồ Nam và Tứ Xuyên. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết đến 14 giờ cùng ngày đã có 165 người chết hoặc mất tích và 32,2 triệu người bị ảnh hưởng do lũ lụt ở 27 khu vực cấp tỉnh, trong đó có An Huy và Giang Tây. Tính đến ngày thứ Sáu, có hơn 1,7 triệu người phải sơ tán và 22.000 ngôi nhà bị sập. Mưa lũ đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp ước tính lên đến 66,79 tỷ nhân dân tệ, tức khoảng 8,91 tỷ đô la Mỹ. Theo CGTN, hãng Bloomberg thứ Ba vừa qua cũng đưa tin Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất vẫn chưa đến, trong bối cảnh một đợt lũ thứ Ba vừa hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. Tình hình kiểm soát và chống lũ đang gay go, đỉnh mới có thể xuất hiện. Theo thông cáo của Bộ Tài nguyên nước, cơ quan chức năng quyết định cho đập Tam Hiệp dành sẵn khả năng trữ nước để chuẩn bị đón thêm lũ, đồng thời dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở khu vực phía Nam trong 3 ngày tới. Miền Nam Trung Quốc đang hứng chịu đợt lũ nghiêm trọng sau khi mực nước tại nhiều sông hồ đạt mức cao kỷ lục. Hơn 2 triệu người đã phải di rời trong tháng qua tại các khu vực trên sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, với 162 người chết hoặc mất tích do lũ lụt và lở đất kể từ tháng trước. Ước tính đợt lũ gây thiệt hại lên đến 119 tỷ nhân dân tệ, khoảng 400.613 tỷ đồng,
với hơn 2,6 triệu hecta mùa màng bị ảnh hưởng trong tháng qua. Dự kiến hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ hứng thêm lưu lượng nước khoảng 65.000 mét khối trên giây. Trong ngày thứ tư, mực nước hồ đạt 160,46 mét vào ngày thứ ba, giảm so với 165,18 mét vào tuần trước, trong khi mực nước tối đa của hồ là 175 mét. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.